Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Trong chương trình hôm nay có những nội dung sau đây. Xã Pô Nhung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Phụ nữ thị trấn Tuần Giáo phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã Pô Nhung, huyện Tuần Giáo đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động cải cách hành chính, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Nhờ đó nên năng lực và chỉ số cải cách hành chính của xã từng bước được nâng lên, nhân dân ngày càng hài lòng đối với chính quyền. Nằm ở phía đông bắc của huyện Tuần Giáo, xã Pô Nhung có dân số 3.731 người, sinh sống ở 8 bản. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Ủy ban Nhân dân xã Pô Nhung đã tập trung nỗ lực triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xã đã ban hành các văn bản và tổ chức các cuộc họp gắn triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa phương với công tác cải cách hành chính. Đồng thời chỉ đạo các ban đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính vào các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi tổ hội, hội nghị, họp dân, tiếp xúc cử tri, v.v. Trong thời gian qua thì xã đã thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt nhất là xã đã cử cán bộ một cửa để đi tập huấn, để nắm được nghiệp vụ một cửa. So với trước thì trong quá trình thực hiện tập huấn xong thì ở trong một cửa đã giải quyết thủ tục hành chính là tương đối nhanh gọn. Hiện nay thì xã đã được trang bị tất cả cái phương tiện máy móc phục vụ một cửa trong cái vấn đề mà bà con đến giao dịch rồi là trao đổi công việc hay là về liên quan đến thủ tục hành chính tại cơ sở thì đã giải quyết nhanh gọn, và đối với xã thì không có cái văn bản thủ tục mà chờ lâu, đến đâu thì cổng thấu gỡ ra giải quyết rút gọn như đấy. Này không có thời gian hẹn cho bà con là phải hẹn từ ngày này đến ngày khác. Thì trong vấn đề thực hiện thì xã đã chỉ đạo một cửa là phải hài hòa với bà con, đến là phải giải quyết nhanh gọn những cái từ mà bà con chưa hiểu, đặc biệt nhất là những bà con mà người ta chưa biết tiếng phổ thông thì phải có phiên dịch. Trong đó thì một cửa thì cũng có kể cả về dân tộc khác cũng như là có cả người Mông, nên là cũng rất thuận tiện cho vấn đề mà giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn xã Pô Nhung. Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác cải cách hành chính thường xuyên tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung như cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông là một trong những khâu đột phá quan trọng. Song song với đó, xã Pô Nhung còn xây dựng các tủ sách pháp luật ở các khu dân cư để nhân dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu các văn bản, các quy định của pháp luật. Để tạo điều kiện cho công chức thực thi nhiệm vụ, xã Pô Nhung đã được quan tâm đầu tư đầy đủ các trang thiết bị như máy tính, máy in, máy photocopy, điện thoại, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế phục vụ người dân đến giao dịch. Xã cũng đã ban hành các quy chế, quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả, đảm bảo nhanh gọn hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, đặt hòm thư góp ý ngay tại bộ phận một cửa để ghi nhận những phản ánh góp ý của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ làm việc của cán bộ công chức. Tôi thì được lãnh đạo phân công phụ trách về ở một cửa. Khi người dân đến giao dịch thì tôi đã hướng dẫn tận tình xem đúng một cách theo trình tự thủ tục đúng quy định của một cửa, là cũng rất là thuận tiện cho dân để làm cái thủ tục ngắn gọn, là không gây phiền hà gì cho đến nhân dân. Nhờ triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên địa bàn,
đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như chứng thực khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn thường được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất. Nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Người dân khi đến giao dịch luôn được cán bộ một cửa của xã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh và đúng hẹn. Chúng tôi có mặt tại xã Phú Nhung lúc gần hết giờ làm việc buổi sáng, nhưng cán bộ, bộ phận một cửa và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã vẫn quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Chị Lầu Thị Hóa, người dân bản Đề Chê A cho biết, so với trước kia, tôi thấy một số thủ tục hành chính được rút ngắn, đơn giản hơn. Cán bộ ở bộ phận một cửa hướng dẫn chu đáo về những thủ tục còn thiếu, nội dung chưa hiểu cho người dân. Hôm nay thì em xuống tư pháp xã để làm lại cái giấy khai sinh của em. Thì nói chung là được các anh nhiệt tình và là nhanh chóng và làm thủ tục nhanh cho em thì cảm thấy rất là hài lòng. Để có được kết quả này, trong quá trình thực hiện, xã đã phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, bộ phận một cửa, chủ động phối hợp với các ngành, nắm bắt thủ tục chế độ, chính sách mới để hướng dẫn giải thích cho tổ chức công dân, giải quyết dứt điểm các nội dung công việc của bộ phận một cửa chuyển đến theo đúng quy định. Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng mạnh mẽ, Ủy ban Nhân dân huyện triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ huyện đến cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong công tác cải cách hành chính và hoạt động quản lý nhà nước được duy trì, phát triển đã góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn. Các quy trình được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng ban đơn vị, từng bước nâng cao năng lực tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ. Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính ở xã Phú Nhung đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin sự hài lòng cho người dân doanh nghiệp khi đến giao dịch làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tuần Giáo đã phát động hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể. Qua đó đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tuần Giáo đã duy trì triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, duy trì thực hiện tốt phong trào dọn vệ sinh thôn bản sạch đẹp vào ngày 11 hàng tháng bằng việc làm cụ thể như khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải vệ sinh đoạn đường tự quản, xây dựng mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con đường hoa phụ nữ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất, tháng hành động về an toàn thực phẩm. Đồng thời, hội cũng tiếp tục tuyên truyền vận động chi hội viên phụ nữ các khối bản, xây dựng và nâng cấp nhà tiêu hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, hội còn tích cực phối hợp với các phòng ban đoàn thể thị trấn tuyên truyền vận động các hộ gia đình hiến đất giải tỏa hành lang giao thông, phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020. Trong quá trình thực hiện, hội đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền vận động sâu rộng trong hội viên thông qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội gắn với phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với các hoạt động bảo vệ môi trường ở cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã chỉ đạo cho chi hội nạo vét kênh mương, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, thực hiện tốt phong trào văn minh đô thị để góp phần xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp. Những năm gần đây, hội đã tuyên truyền vận động hội viên triển khai mô hình huy động tiết kiệm tại các chi hội nhằm hỗ trợ phụ nữ khó khăn ngay tại chi hội. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã tuyên truyền vận động 100% hội viên trong 15 trên 15 chi hội tham gia tiết kiệm được hơn 1 tỷ 300 triệu đồng cho 340 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó đã góp phần giúp cho đời sống của hội viên ngày một khấm khá, ổn định. Tiêu biểu như chi hội phụ nữ Bản Đông, Hội Củ, Bản Lập, Tân Thủy đã đóng góp được 50 triệu đồng qua mỗi đợt phát động. Được biết, khi mới bắt đầu phát động gây dựng chân quỹ, mỗi chi hội
gây được từ 2 đến 3 triệu đồng. Mỗi đợt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn phát động. Đến nay, 10 trên 15 chi hội gây quỹ được 50 triệu đồng trên đợt. Ngoài ra, hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên trong chi hội duy trì mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm được 200 triệu đồng, hỗ trợ cho hội viên phụ nữ trong chi hội vay phát triển kinh tế gia đình với lãi suất thấp. Cùng với các hoạt động đã được triển khai và nhân rộng như vận động chị em hạn chế sử dụng túi ni lông, 100% hộ gia đình trong chi hội đã thực hiện các công trình như đường phố không rác và an toàn, góp phần cùng địa phương xây dựng được môi trường đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp, văn minh. Trong thời gian qua ấy, thì hội phụ nữ bản thường là phát động các phong trào như là quét dọn vệ sinh làng bản này, rồi là đi lấy nước mương để khai thông thủy lợi ấy, là cái tuyến từ trên đồng nguồn về ấy, là các cô các chị tham gia hết. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, hội viên phụ nữ bản Trường Khoang đã tích cực tham gia vệ sinh phố bản, thu gom rác thải được cấp ủy chính quyền ghi nhận. Đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ và người dân đồng tình hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, hội phụ nữ thị trấn đã vận động 15 trên 15 chi hội tham gia xây dựng con đường hoa phụ nữ, được đông đảo chị em tích cực hưởng ứng. Tiêu biểu như chi hội bản Trường Khoang, chi hội bản Trường Trung đã xây dựng thành công con đường hoa dẫn vào bản với chiều dài mỗi con đường 600 m. Ngoài ra, chi hội thường xuyên nạo vét kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chi hội phụ nữ bản Trường Khoang đã phối hợp với nhân dân trồng hoa và từ dọc đường quốc lộ vào đến chân bản. Toàn bộ chị em phụ nữ và phối hợp với chi đoàn bản Trường Khoang và toàn thể nhân dân đã tham gia trồng hoa và dọn cho môi trường xanh sạch đẹp. Qua bước đầu triển khai thực hiện phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã góp phần thay đổi hành vi nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Ý thức xây dựng thị trấn tuần giáo, sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn tuần giáo tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào, tập trung xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, vận động hội viên phụ nữ, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đảm bảo 100% chi hội ở khu dân cư, triển khai cho hội viên thực hiện. Đồng thời, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp sức xây dựng thị trấn, đô thị, văn minh, hiện đại, ngày càng phát triển. Dòng dõi Bà Trưng vốn xưa nay anh hùng, giáp mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lửa hiền cho đời bao sức sống. Anh đã trao tặng người trung hậu đảm đang, cây súng thiết khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình mơ lúa săn cay, vui biết mây môi khi dài nắng xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay nam hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng, mơ ước đến biển ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng năm tân lúa, có nghe sứ than về bên tiếng búa son sang, yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Trang cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.